Dạ con nghe chú ơi. Có việc này. Chiều nay chúng phải lên tới nhà dùng cơm. Con ghé qua nhà nhé. Dạ không biết con có ghé được không nữa. Sao vậy? Bằng gì cũng phải ghé qua cho em thấy vui. Dạ con có hẹn công chuyện mà chú. Tưởng gì, cô sắp xếp đi nghe. Dạ vậy con sẽ ráng. Vậy nghe. Chào chú. Có chuyện gì phải không anh? Chiều nay chú anh mời Lăng qua nhà ăn cơm. Ủa, sao tự nhiên lại có vụ đột xuất này? Không đột xuất đâu. Con Thư nó muốn vậy. Chú anh phải chịu sau nhiều lần tìm cớ thoái thác. Vậy chú anh không thích Lan ở điểm nào? Anh không biết. Anh không biết thì còn ai biết nữa? Con bố nào ưa khi tự nhiên xuất hiện một gã có ý định ngấp nghé con gái rượu của mình. Không lẽ ông bố đó muốn con mình ở giá luôn hả? Chú anh kỹ tính lắm. Lăng không phải ứng viên sáng giá đâu. Lan là ân nhân cứu mạng của đương kim tiểu thơ nhà anh đó nghe. Ân nhân cứu mạng thì sao? Thì phải là ứng cử viên sáng giá chứ sao nữa. Vậy là em không hiểu tâm lý đàn ông rồi. Xin lỗi, em đi guốc trong bụng của đàn ông các anh đó. Em tự cao quá. Anh cho em biết, tất cả đàn ông đều muốn làm anh hùng, luôn muốn mình làm anh hùng. Chính vì vậy, họ rất ghét những anh hùng không phải là họ. Không lẽ tất cả đàn ông là nhỏ nhen như vậy hả? Họ càng ghét hơn nữa những anh hùng là ân nhân của vợ con họ. Chú Dũng cũng không ngoại lệ. Ổng đâu ưa anh hùng. Nhưng con gái ổng ưa. Bi kịch chỗ đó đó. Sao chú lại dễ dàng cho thằng Lăng bước vào nhà như vậy? Đã tới lúc không phải Lăng thì cũng đứa khác sẽ vào nhà với tư cách bạn cùng Thư. Dù sao Lăng nó cũng còn tốt hơn ngàn lần thứ chàng can chú kiết nào đó ngoài kia không biết gốc gác. Nhưng Lăng có bồ rồi. Sao con biết? Con quen Hân, bạn gái của Lăng. Con đâu có biết chú quan tâm chuyện này. Thật khó chịu khi nghĩ con Thư lại là kẻ thứ ba xen giữa hai người đó. Chắc lành thử. Chào anh. Cổng đã mở, nhưng không có nghĩa là anh được chào đón ở ngôi nhà này. Cũng không quan trọng lắm, vì người tôi tới thăm chắc chắn không phải là anh. Vậy ra mục đích tới đây của anh hôm nay chỉ là tài sản thừa kế của bé Thư thôi sao? Có thêm bao nhiêu để góp vào gia sản của chúng tôi thì cũng không làm cho gia đình chúng tôi giàu thêm. Anh đừng nghĩ theo ý đó. Tôi tới đây là vì Ti, không phải là vì Tường Thư. Ti hay Thư thì mục đích có khác gì nhau nào? Anh hiểu mục đích tôi sao? Đương nhiên. Cũng hay. Nói để anh biết, làm gì cũng có mục đích thì còn gì là cuộc đời nữa. Vậy ra bữa nay tới đây là không có mục đích à? Anh không biết tôi đâu, nhưng tôi biết anh. Tôi nghĩ anh khôn ngoan thì không nên nói quá nhiều. Anh biết về tôi?
Chắc lại qua nhỏ hơn chứ gì. Tôi sống và làm việc đàng hoàng, tôi không lôi kéo Hân vào mối quan hệ này. Hy vọng là anh cũng nên cư xử cho đàng hoàng. Ủa, anh Lan. Chào Ti, Ti khỏe không? Em khỏe, anh Lan có khỏe không? Ừ. Anh chào đi. Dạ, chào bác. Ba. Nhìn Ti khác quá. Ti phải khác Thư chứ, cháu đang đối diện với Thư mà. Ba, con thích làm Ti kìa. Trời ơi, nghe con nói mà ba hết hồn. Làm ơn là Thư cho ba. Ti hay Thư gì cũng là em. Tặng em nè. Cảm ơn anh. Em rất thích hoa lan. Cháu ngồi đi. Dạ. Dạ chào cô. Chào cháu. Đây là cô Hà, em gái chú. Định thì chắc chẳng cần giới thiệu. Thư đã kể rất nhiều về cháu. Cháu ngồi xuống đi. Dạ. Mời chú. Mời cô. Của em đây. Cảm ơn anh. Cảm ơn về sự giúp đỡ của cháu. Chúng ta cạn ly. Mừng ngày hội ngộ. Dạ. Dạ. Món này có hợp với cháu không? Dạ hợp. Cảm ơn cô. Toàn những món con Thư thích đó. Tội nghiệp, suốt mấy tháng ròng chắc đâu được ăn ngon. Chuyện qua rồi mà cô Út cứ nhắc lại hoài. Cô quên, biểu không nhắc nữa mà cứ nhắc. Dạ. Dạ con mời bác ạ. Con mời cô. Ừ, ăn đi cháu. Nhà của em đẹp lắm. Nhưng giấy em nó như một pháo đài á. Em không thích chút nào hết. Sao vậy Tí? Khó khăn lắm em mới tìm lại được gia đình mình mà. Dì nghĩ em đã tìm lại được gia đình nên anh không thèm tới thăm em chứ gì. Tí bây giờ đâu phải là nhỏ Tí nữa, mà là tiểu thơ Tường Thư. Muốn gặp đâu phải là dễ. Nhưng anh đâu có muốn. Muốn chứ, nhưng luôn bị ba em từ chối vì những lý do hết sức chính đáng. Em biết, em cũng đã nghe trộm cuộc điện thoại giữa ba em và anh. Anh nghĩ em cũng đừng nên trách ba mình. Ba em phải kỹ sau những chuyện đã xảy ra với em. Nếu ở đi gì anh cũng sẽ làm vậy. Em đã nhớ thêm được gì chưa? Em không muốn nhớ nữa. Có lẽ như vậy chắc sẽ hay hơn. Em đang giận điều gì hả Ti? Em có giận gì đâu. Nhưng cách nói của em đầy giận dữ. Em không giận. Nhưng mà em thất vọng thì đúng hơn. Em luôn nghi ngờ chính mình. Em không tin mình là Thư. Không phải vậy. Có những lúc em nhớ lại tất cả nhưng là một mớ hỗn độn, không biết trước kia mình ra sao nữa. Gia đình sẽ giúp em nhớ. Ngược lại, hình như mọi người đều muốn em quên hết đi. Chắc gì cảm giác của em là đúng. Em đừng nghĩ quẩn như vậy. Chỉ có mỗi anh là hiểu em thôi. Em buồn lắm. Em đừng bi quan như vậy chứ. Anh nghĩ là em nên ra ngoài cho nó thoải mái thảnh thơi, chứ đừng có cấm cung trong nhà hoài. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng
Ba không cho em ra ngoài một mình đâu. Thiệt chứ? Cô Ngà nói từ nhỏ tới giờ em đi đâu cũng có người đưa rước. Vậy sao lúc đó em lại lang thang để gặp tai nạn? Em không nhớ nữa. Em mới giống như là tiểu long nữ sống dưới cổ mộ vậy đó. Anh này, anh khen hay chê em vậy? Anh không dám chê, nhưng anh nghĩ tuổi em là tuổi bay nhảy, chứ không phải là tuổi tự giam mình trong nhà. Cách đây có vài bữa, em đã lén đi ra khỏi nhà, bà đã phát hiện và nổi giận, cấm em không được như vậy nữa. Em sẽ không bao giờ trưởng thành nếu chuyện gì cũng chiều theo ý ba mình. À, anh xúi em chống lại ba nha. Đôi khi làm cho bác ấy buồn chút chút, vậy mà hay á. Anh nói cũng đúng á. Thỉnh thoảng phải để cho ba mình biết rằng ba mình đang có con gái nữa chứ. Chà, em phát triển cái ý của anh hay vậy ta. Ê, nhưng mà buồn chút chút thôi nghe. Đừng có để anh phải than tôi rầu cô lắm cô ơi. Ê. Anh nè. Anh đứng lại. Đứng lại. Dám chọc em hả? Anh đứng lại. Em bé ba nữa nha. Đứng lại đây. Đố bắt được. Đứng lại không? Em bé ba đó. Đứng lại. Dám chọc em hả? Nhìn. Anh về Sài Gòn chắc chị Hân vui lắm. Anh cũng không biết nữa. Sao vậy? Anh bận công việc, ít có thời gian gặp Hân. Công việc gì mà lại còn quan trọng hơn cả người yêu nữa chứ? Đó chỉ là cách nói. Thiệt ra anh và Hân khắc khẩu. Ở xa thì không sao, chứ ở gần thì có chuyện. Anh và chị chia tay nhau rồi. Chị Hân có vẻ hợp với anh hai của em hơn. Anh định hả? Hai người thấy có vẻ thân thiết lắm. Sao chị Hân lại quen anh Định? Anh cũng không biết sao quen nữa. Chị ấy như vậy, anh có buồn không? Buồn chứ. Nhưng anh sẽ không buồn lâu. Cuộc sống đã làm cho cô ấy có sự lựa chọn. Chắc tại anh lòng bông quá. Hai anh chị chia tay nhau không phải là vì em đó chứ? Không hợp nhau thì chia tay. Quan điểm sống và mục đích của chị khác với anh, không liên quan tới em. Thú thiệt, em không biết tin vào ai nữa. Anh Định nói với em rất khác. Anh thấy mọi chuyện cũng bình thường mà, có gì đâu phải nói khác. Mọi thứ trên đời này sẽ không còn bí mật theo thời gian. Nhưng trong gia đình này, mọi người đều giả dối hết. Không có ai muốn nói thật với em như anh cả. Cũng không hẳn vậy. Mọi người chỉ lo lắng cho em hơi thái quá. Đôi khi nói dối không phải là xấu, nói thật không phải là tốt. Cuộc sống có những góc nhìn có thể hiểu cách này, cách khác. Nhưng theo anh, em hãy tin vào ba, hãy tin vào gia đình. Anh Lăng. Sao vậy? Em tin ở anh.
Alo. Tao đang buồn quá mức đây. Sao hả? Sao vậy? Thất tình. Giỡn hoài. Tao muốn về nhà. Cho tao xin đi. Mày chưa về lúc này được đâu. Tao năn nỉ mày đó. Ráng một thời gian nữa đã. Nói là nói vậy thôi chứ muốn là tao đã về rồi. Tao biết mà. Nhưng mà nè, mày thất tình em nào vậy? Một cô bé rất là ấn tượng. Mà thôi, tao không nói nữa đâu. Để em khác nha. Ơ, khoan đã. Lẽ nào chưa bao lâu mày đã có một mối tình trên cả tuyệt vời như vậy? Nói thiệt, mày làm tao ghen tị quá trời. Ghen tị hả? Má tao đang cấm triệt để kia kìa. Tao đang rầu thúi ruột đây. Dì Nhãn nói cũng phải. Ai mà chẳng sợ dân ken. Lỡ tao đã dính ép á, thì càng chết nữa. Mày nói bậy, sao không có như vậy? Ủa, hắn có đưa giấy xét nghiệm cho mày coi hả? Làm gì có. Ừ, vậy thì mày đừng khẳng định. Đang buồn, nghe mày nói tao chỉ muốn chết. Dễ chết vậy sao em? Hồi đó, Trích cũng đòi chích lên chích xuống gì mày. Bây giờ á, nó vẫn phay phay, chờ ngày đi du học. Mày đừng có chết. Tao tức cười lắm khi nghĩ tới nói cho mày trước đây. Sao là kiểu đàn ông không có mẫu để so sánh? Sao manly lắm? Sang và Trí khác xa nhau về quan điểm sống và học vấn. Nhưng ít ra họ cũng chung nhau một điểm là cùng yêu mày chứ gì. Sao mày cứ đá vào lái tao hoài vậy? Tại đá vào lái là nghề của tao mà. Đang cần người chia sẻ mà mày ác như quỷ. Có ác như vậy thì mày mới tỉnh ra. Chứ mơ màng quá, mẹ mày chịu đâu có nổi. Mày không tin đâu. Từ khi gặp Sang, tao tin có tiếng sét ái tình. Trời ơi, sến bà cố. Bộ yêu thì phải làm sao? Không được sến hả? Tao thấy ai cũng vậy mà. Yêu thì tự khắc sến thôi. Khỏe chưa nội? Khỏe rồi. Mời nội. Nào, con nói coi, thằng Sang nó làm gì ngoài đó? Con kể sao hết được nội. Mà con bảo đảm với nội nghe, bây giờ thằng Sang giỏi lắm đó. Giỏi là giỏi cái gì? Nó khỏe như dân biển, chứ không còn yếu nhất thay như hồi ở nhà đâu. Mà dạo này nó hay qua mấy đảo khác, con người ta nuôi trai. Nuôi trai hả? Dạ. Coi bộ nó cũng thích cái nghề này. Cảm ơn Năm. Dạ. Thằng này có tài nhìn xa, nhưng không hiểu sao nó kết cái nghề mà không có gì đặc biệt vậy. Nghề này đặc biệt lắm đó nội. Nuôi trai lấy ngọc chứ không phải thường đâu. Nuôi trai lấy ngọc? Dạ. Coi bộ không dễ chút nào. Nhưng mà nó biết gì về ba cái chuyện này kìa. Dạo này á, Sang theo người ta học nghề, nhưng mà nó cấm con không nói cho ai biết hết. Nhất là nội á. Không nói cho nội biết? Nó định không chia sẻ với nội à? Không phải vậy nội. Nó sợ nói ra rồi không cam nổi á, nội lại buồn. Dù nó có thất bại thì nội vẫn vui. Nội rất vui.
khi biết thằng Sang nó dám làm lại cuộc đời nó. Nội biết tính thằng Sang mà, thằng đó không bao giờ chấp nhận thất bại gì đâu. Rồi nó sẽ làm cho mọi người chóng mắt lên mà coi. Sao con cứ gọi anh Sang là thằng này thằng nọ? Mặc dầu tao biết tụi mày chơi với nhau từ hồi còn nhỏ, nhưng đã là anh em thì phải có trên có dưới chứ. Con xin lỗi nội, tại tụi con mày tao quen rồi. Với lại thằng đó có bao giờ coi con là em đâu. Lại vậy nữa. Nếu không ai ủng hộ á thì mày tính sao? Tao với Sang sẽ khẳng định cho mọi người thấy tụi tao thương nhau là đúng. Khẳng định bằng cách nào? Công việc. Sang đang ấp ủ một công trình rất độc đáo. Công trình gì vậy? Ta chưa nói được. Ai chà, có cả bí mật riêng giữa anh và em nữa đó. Nhưng mà nè, ngay cả siêu sao Maradona còn cái tới cái lui mấy chục lần mà vẫn què chức. Chứ vô danh tiểu tốt như anh chàng Robinson của mày á, nhắm đoạn tuyệt được với thứ thiền chết gió mặt đó không? Maradona khác, Sang khác. Siêu sao mà không vượt qua được bản thân mình thì cũng thua một người vô danh tiểu tốt. Ta không quan tâm tới Maradona. Khá lắm, gã Sang nó thật là diễm phúc khi có được một hồng nhan tri kỷ như mày đó. Có chào gì? À, chào con. Mẹ có khỏe không con? Dạ khỏe. Cho dì gửi lời thăm mẹ nha. Dạ, mà dì nè, dạo này con thấy dì ở nhà hoài à. Dì không đi tu xa nữa sao dì? Dì phải ở nhà chăm sóc Miên. Nó còn nhiều điều chưa ổn đâu. Con ổn rồi mà. Nếu thật sự như vậy thì tốt. Mẹ đi đây. Hai đứa ở nhà vui nghe. Dạ. Dạ, con chào mẹ. Mẹ đang giám sát tao mọi mặt. Rầu ghê. Nếu mày ngon, dì Nhạn đã có mất công giám sát. Nhắm thế không ngon, dì mới mất công như vậy. Mày ác vừa thôi. Chắc là thằng Lễ. Chẳng hiểu nó đi đâu từ sáng giờ. Giờ này mày thấy nó qua. Nghe nói ba mới lên phải không anh? Ừ, về lên lúc sáng. Chú vô nhà đi. Ba mới lên hả ba? À, con bận quá, bây giờ mới qua thăm được. Sao ba không đưa dì Phượng theo? Ba muốn thoải mái khi gặp con cháu. Ba cứ thoải mái đi. Nói vậy thôi chứ tụi con có đứa nào dám hó hé gì đâu. Không dám chứ đâu phải là không muốn. Bắt bẻ phải trái làm gì ba ơi. Tao nghe thằng Chí đó quen đứa nào mà vợ chồng mày cấm nó phải không? Dạ cũng có. Mà tại gia đình kia họ không đàng hoàng. Sao là không đàng hoàng? Con nhỏ không có cha. Lỗi đâu phải tại nó, miễn mẹ nó tốt là được rồi. Con biết, nhưng ngồi xuôi không xứng, mất mặt lắm ba ơi. Anh chỉ nghĩ tới mình thôi. Thằng Trí nhà mình đâu tới mức sẽ phải chết nếu không yêu được con nhỏ đó. Đợi đến lúc nó chết thì còn gì để nói nữa nào. Đây cũng là một trải nghiệm trong nhiều trải nghiệm mà nó sẽ gặp trong cuộc đời ba. Tao sợ mày luôn. Đánh đổi tình cảm để trải nghiệm cuộc sống. Mình cũng đừng nên làm tụi nó tổn thương. Chú làm như vậy cũng hơi ác. Đâu phải ai cũng dễ dàng quên được đâu. Rồi cũng phải quên thôi. Nếu không làm sao sống nổi. Như ba đó. Ba cũng phải quên má nên mới có dì Phượng chứ. Này, đừng có đâm bị thóc thọc bị gạo. Trời, cái thằng mất dạy kia. Chú điên rồi sao mà hắn nói như vậy? Lan, chở nội ra bến xe. Kìa ba, ba mới lên mà về làm cái gì à? Ở lại để nghe tụi bay xúc xỉa tao à?
Tại ba nghĩ như vậy, chứ anh em tụi con đâu có dám mà. Có gì không phải ba thứ lỗi cho con. Nội, nội chơi đã. Con còn nhiều chuyện ở hòn trống chưa kể cho nội lắm. Tao đâu phải con nít để mày dụ. Dạ, con không dám. Nhưng mà con để nội về á, ông sao mà biết được là con chết với ổng á. Thôi, con đưa nội sang nhà bác hai. Nội chơi đã. À, chị hai còn chưa gặp nội nữa kìa. Con sẽ đưa nội qua nhà bác hai sao? Hả? Uống đi nội. Con mời. Dạ, con mời ba. Thưa ba mới về. Em chào anh. Chào em. Anh Định. Anh đang quen với chị Hân phải không? Ờ, tụi anh là bạn mà. Bạn? Là bạn sao chứ? Ủa? Sao khi không lại tra hỏi anh vậy? Em hỏi vậy thôi, có gì đâu mà anh không trả lời thẳng được. Lăng nói với em là hai người chia tay rồi chứ gì? Mà đúng vậy không? Đúng. Nhưng lỗi có phải ở anh đâu. Em nghĩ anh là nguyên nhân gây chia rẽ họ à? Ý em không phải vậy. Nhưng mà em không thích cái cách anh nói vòng vo. Em hỏi thì anh Lăng trả lời hết. Còn anh thì gài ý này ý nọ. Thiệt tình, em không hiểu anh làm vậy để làm gì nữa. Anh nói thiệt, em đừng giận. Con ngốc mới tin miệng lưỡi người như Lăng. Sao nói em nó kỳ vậy? Giấy thư, con không thể giấu nói chuyện này. Lăng chỉ muốn dẫn chơi cho vui thôi. Trong khi... Em không tin. Vậy thì tùy. Anh đã cảnh báo rồi mà không nghe. Có khổ thì đừng than. Giả dối. Anh đúng là giả dối. Thư, con ngồi xuống đây bên hay gì? Con muốn về phòng mình. Thì cứ ngồi xuống đây đã, vội gì đâu. Con chán rồi. Con không muốn nhìn thấy mặt ảnh. Anh hai gì đâu mà toàn nói xấu người khác không à. Người ta không có gì mà cứ gài ý này ý nọ. Đừng có hỗn láo. Quay lại cho ba nói chuyện. Lúc khác đi ba. Con không muốn nói chuyện gì bây giờ. Ba nói chuyện với anh hai tốt đó đi. Con học cái đồ cái thói láo xược tới vậy. Hả? Ba muốn nói chuyện với con. Nhưng con không muốn mà. Ê chú. Chú đừng nóng. Chú cứ để cho con. Ba muốn đánh con. Nhưng người ta đánh con đúng không? Em hư lắm. Để ra không nên nói năng như vậy. Anh không có tư cách dạy bảo tôi. Đừng có nghĩ tôi mất trí. Tôi chỉ mất trí tạm thời thôi. Rồi tôi sẽ nhớ lại tất cả. Tâm lý Thư vẫn chưa ổn. Chú đừng làm nó bị kích động. Hồi đó chuyện gì nó cũng chia sẻ, cũng hỏi ý kiến chú. Vậy mà giờ nó vậy đó. Không còn có ai ra gì. Thật ra là tại chú. Tại chú mà ra tất cả. Nó lăn lộn trong môi trường xấu, ít nhiều cũng bị nhiễm. Có lẽ chú đã sai. Con Thư lớn rồi, nó không còn một đứa trẻ. Nó có những suy nghĩ đặc biệt riêng của nó. Chú sai.
Tôi tin cậu sẽ có suy nghĩ khác khi tới đây. Chuyện gì mà chú bí mật vậy chú? Cả một gia tài, sao không phải bí mật hả cậu? Gia tài hả? Ừ. Phải nói, đó là cái còn lại sau khi gia đình và sự nghiệp đổ hết xuống biển. Chú nuôi hả? Thì cậu nghĩ là ai? Sao lại ở nơi hẻo lánh này? Cả một gia tài, tôi phải bí mật chứ sao? Toàn trai ngậm ngọc. Tôi đã thử nghiệm hơn 2 năm rồi. Hả? Chú không sợ cháu sao? Ôi, cậu hỏi vô thừa quá. Tôi có huệ nhãn mà. Nếu cậu mê nghề này thiệt tình, tôi hứa sẽ móc hết ruột gan ra đưa cho cậu. Chú làm cháu bất ngờ quá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện gì á cũng phải có cái duyên. Ừ, để coi tôi với cậu cái duyên nó tới đâu đã. Dạ. Nhỏ Miên về là chị khỏe một mối phải không? Ừ thì khỏe, nhưng mà lo thì vẫn lo. Xui như vậy là cùng, còn gì nữa mà chị phải lo. Chừng nào em có con rồi em sẽ biết. Dù không phải là bà mẹ hoàn hảo, nhưng chị vẫn luôn thấy bất an khi nghĩ đến con. Mỗi người một số phận, chị lo cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Đến số phận của mình mà chị còn không làm chủ được nữa là chị thấy lo lắm. Em chào chị. Em chào anh. Lâu lắm rồi không gặp. Chị khỏe không ạ? Cảm ơn em, chị bình thường. Chị nói vậy chứ em biết dạo này chị làm ăn được lắm. Chị có tuổi rồi, đâu còn xông xáo được nữa. Những tour lớn kham không nổi nữa rồi, đâu bằng được như em. Chị đâu cần phải trực tiếp làm, có em Út làm thay chị rồi mà. Em thì mơ được như chị. Chị thì đầu hôm sớm mai chạy show hết từ công ty này sang công ty khác. Em đâu có phải làm gì mà giờ ăn trắng mặt trơn. Em chỉ có quần áo dính da thôi chị ơi. Nếu chị thương, giới thiệu cho em vài mối. Tính chất công việc của chị và em không giống nhau. Khách hàng của chị và em cũng không giống nhau. Làm sao mà chị chỉ mối cho em được? Chị cứ chỉ cho em vài mối có nhu cầu tôi giải trí. Chị không có tour giải trí. Cái đó em phải sang liên hệ với mấy hãng tour du lịch lữ hành đó. Những tour kiểu không cần yêu cầu trình độ, đơn thuần chỉ là giải trí. Vậy là tour của giám đốc hữu dụng hả? Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Như em, người ta gọi là trơ trẽn. Dũng, nghề của mình là vậy mà anh Dũng. Hồi mới dạy em chơi tennis, không phải anh vẫn thường dặn phải mặt dạng mày dày hay sao? Con em có khỏe không? Dạ, cũng rề rề. Con nít mà. Đã vậy, con mình còn khác con người ta. Em khổ với nó lắm chị ơi. Tội nghiệp. Chị không dám hứa. Nếu có việc, chị sẽ gọi cho em. Nhưng chị nói trước, không có ba cái vụ kia đâu nghe. Dạ. Đây là số phone của em. Em cảm ơn chị trước nha. Em chào chị. Em chào anh Dũng ạ. Chị không ớn nó à? Ừ, thì cứ nói vậy. Có lộ lại gì một tiếng mời lơi đâu em. Nó cũng có con nhỏ mà. Nội, từ ngày anh sang ra Hòn Thơm tới giờ, nội đâu có lên Sài Gòn. Nội dạo này cũng mệt rồi. Có chuyện gì thì mới phải đi chứ. Nội, vậy bữa nay nội lên có chuyện gì vậy? Nội muốn hỏi con,
bao giờ thì con mới cho nội lên chức tố? Nội. Nội hỏi cô này căng dữ à. Chị Linh chưa muốn có con nội ơi. Sao vậy? Đã là đàn bà, muốn làm chức gì thì làm, nhưng chức làm mẹ thì phải đưa lên hàng đầu chứ. Nội ơi, con cũng định chờ anh Hiển xong công trình ở ngoài hoàng trống, rồi tụi con sẽ có con ạ. Người tính không qua trời tính đâu. Cái gì tự nhiên vẫn tốt hơn hết. Dạ. Thời buổi này làm gì cũng phải có kế hoạch trước, nhất là vấn đề con cái bà. Kế hoạch? Nếu tôi mà kế hoạch thì không có anh là con thứ ba ra đời đâu. Thời ba mà đã có kế hoạch rồi sao? Có chứ. Kế hoạch là do người làm ra. Thời nào mà chẳng có. Nè, biết tin gì của thằng Sang không? Nói cho nội nghe đi. Dạ. Nội ơi, con nghe anh Hiển nói dạo này anh Sang hay qua hòn trống chơi lắm. Nhiều khi anh đi mấy ngày mới về. Anh có quen một con nhỏ quái lắm. Quái là sao? Dạ, nhỏ này ở Sài Gòn dạt xuống, không biết rõ nguồn gốc nó ra sao, nhưng cũng chỉ thuộc đám dân chơi thành phố hết đát thôi nội à. Ủa, nhỏ đó là nhỏ nào cho tôi không biết kìa. Mày còn biết đến ai ngoài con Ti Khùng? Em hỏi thiệt đó. Anh Hiển nói con nhỏ này là dân chơi ở Phú Quốc, Hà Tiên dạt qua. Thấy anh Sang có một mình nên sáp vô cho đỡ cô đơn thôi mà. Chà, đúng là trai tứ chiến gặp gái giang hồ rồi. Sống dễ dãi quá, lỡ dính bệnh thì hết đời. Cái thằng lúc nào cũng buông thả. Thông tin của chồng bà chính xác không đó? Lúc thì nó ở thành phố xuống, lúc thì nói Hà Tiên Phú Quốc dạt ra. Mày không tin, ra ngoài đó mà kiểm tra. Có chuyện gì mà con lo dữ vậy? Dạ, công việc còn nhiều quá mà chú Dũng cứ dùng hết cho con. Ủa, con Thư về rồi mà. Con Thư thay đổi nhiều nên ổng mới mệt. Còn đâu tâm trí mà làm việc. Bữa qua thăm, má thấy nó cũng bình thường. Chỉ có điều, nó không nhớ ra má thôi. Bây giờ nó ương bướng lắm, chứ không ngoan như lúc trước. Thì con khuyên bảo nó giùm chú. Nó không thèm nghe con, lại còn mắng chửi con nữa. Lúc nhớ lúc quên, có trời mà biết được. Vậy là mệt rồi. Số chú Dũng, vậy mà khổ gì con. Tự ổng làm mất hình ảnh của ổng, chứ ai. Vậy đứa nhỏ bây giờ ra sao rồi? Bổn phận của ổng là mỗi tháng chu cấp tiền. Còn muốn ra sao thì ra, ổng không quan tâm. Má nghĩ con cũng nên qua thăm nó, dù sao cũng là máu mủ ruột rà của chú Dũng. Chú cũng chẳng thèm nhìn. Con liên quan gì? Má tức cười thiệt. Nhưng mà bỏ mặc nó, má thấy tội lắm con à. Con đâu làm nên cái tội đó. Má thích thì qua nói với chú Dũng. Không phải là thích hay là không thích, mà là tội lỗi, là nghiệp chướng. Má nghĩ xa xôi quá. Con thấy mệt. Kìa, sao không ăn hết đi con? Con có việc ra ngoài, tối không về đâu. Má đừng chờ cửa nha.